Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xây ngang một trang trong Word Để xây ngang một trang trong Word á Thì tôi sẽ chia ra làm hai trường hợp Thứ nhất là Đối với tài liệu chỉ có một trang Và thứ hai là Đối với tài liệu có nhiều trang Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp đầu tiên Tức là Đối với tài liệu chỉ có một trang Giả sử như ở đây Tôi có một tài liệu Và tài liệu của tôi á Nó chỉ có một trang duy nhất mà thôi Bây giờ tôi muốn là Xây ngang trang này thì tôi sẽ làm như sau đầu tiên á tôi sẽ vào tab layout và các bạn lưu ý nha đối với quốc 2007 2010 và 2013 thì chúng ta sẽ vào tab là bay layout còn đối với quốc 2016 trở lên thì chúng ta sẽ vào tab layout tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào một là orientation bấm vào mũi tên chỉ xuống rồi ở đây có hai thì chọn bắt cha là khổ dọc còn landscape là khổ ngang ở đây á tôi muốn là xây ngang trang giấy này thì tôi sẽ chọn vào landscape thì lúc này các bạn thấy này từ khối dọc nó là chuyển qua khổ ngang đây là cách đầu tiên để chúng ta có thể là xây ngang trang giấy rồi bây giờ tôi sẽ undo qua trở lại tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai để xây ngang một trang giấy cách thứ hai á các bạn chúng ta cũng vào top layout này sau đó ở đây các bạn để ý ở nhóm là basic up bấm vào mũi tên chép chỉ xuống rồi ở mục là orientation các bạn chúng ta sẽ chọn vào là skip ok thì lúc này á nó sẽ xây ngang trang giấy hoặc nhanh hơn á thì các bạn chúng ta sẽ ra chuột ở giữa thanh thước và nội dung văn bản này chéo chéo thế này các bạn bấm nút chuột và chọn vào là ok thì nó sẽ xây ngang nha rồi như vậy là tôi đã hướng dẫn cho bạn trường hợp đầu tiên tức là xây ngang một trang giấy đối với tài liệu chỉ có một trang rồi tiếp theo Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp số 2 là đối với tài liệu có nhiều trang. Giả sử như ở đây, tôi có một tài liệu. Và tài liệu của tôi á nó gồm có 3 trang, trang 1 này, trang 2 và trang 3. Bây giờ tôi muốn là xoay ngang trang thứ 2. Đó, chỉ có trang số 2 bị xoay ngang mà thôi. Còn trang 1 và trang 3 nó vẫn là khổ dọc. Thì tôi làm như thế nào? Thì đây á tôi sẽ tiến hành là ngắt selection Tức là tôi sẽ tách chân 2 thành một selection riêng biệt Và chân 1 và chân 3 là một selection riêng biệt Thì khi tôi xoay chân 2 á nó sẽ không ảnh hưởng tới chân 1 và chân 3 Rồi còn nếu mà tôi không ngắt selection á Ở đây Giả sử như đây tôi sẽ xoay luôn Đó, ở đây tôi không ngắt selection Mà tôi chọn khổ là landscape luôn Ok thì lúc này bạn quan sát này tất cả các trang giấy nó sẽ bị xoay đó nếu mà các bạn chúng ta không ngắt selection mà chúng ta xoay á thì lúc này á tất cả các trang giấy có trong văn bản nó đều bị xoay hết rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là ngắt selection đối với trang hai này thì cách làm như sau này ở đây á tôi sẽ đặt con chảo chuột tại dòng đầu tiên của trang mà tôi muốn xoay sau đó ở đây tôi sẽ vào top layout lưu ý nha đối với quật 2007, 2010 và 2013 thì chúng ta sẽ vào tab là bay layout nha. Còn 2016 trở lên thì chúng ta sẽ vào tab là layout. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào print Bấm vào một tên chỉ số và chọn vào continuous để chúng ta tiến hành là ngắt selection. Rồi sau đó ở đây, tôi sẽ đặt con chảo chuột tại dòng đầu tiên dưới trang mà tôi muốn xoay. Đó, ở đây tôi sẽ đặt con chảo chuột ở trang thứ ba này và tab layout. Chọn vào Boris. Sau đó đây tôi sẽ chọn vào continuous. Đó, lúc này tôi đã ngắt selection thành công. Thì để kiểm tra là tôi đã ngắt thành công hay chưa. Thì ở đây á, tôi sẽ nhấn đúp chuột vào phần header của trang thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra này. Đối với trang đầu tiên á, nó là session 1. Trang thứ hai là session 2 và trang thứ ba là session 3. Đó. Nó đã khác selection thì khi tôi xoáy trang thứ hai này nó sẽ không ảnh hưởng tới các trang còn lại rồi tiếp theo đây các bạn chúng ta sẽ nhấn đúp chuột vào phần header của trang thứ hai này sau đó các bạn chúng ta sẽ ngắt liên kết giữa các selection thì ban đầu á ba selection này nó sẽ được liên kết với nhau nếu chúng ta xoay một trang thì các trang còn lại á nó cũng xoay nha bây giờ tôi không muốn là các trang này nó liên kết với nhau nên tôi sẽ tiến hành là ngắt liên kết giữa các selection thì ở cái dòng là linear pivot này ban đầu nó có một nền thế này tức là nó đang liên kết với nhau bây giờ tôi sẽ tích vào nó thì lúc này các bạn thấy cái dòng là linear pivot nó không còn nền nữa chứng tỏ là chúng ta đã ngắt liên kết thành công sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào cloud header and footer rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ đặt con chảo chuột tại trang mà bạn muốn xoay vào top layout sau đó ở mục là orientation này. Bấm vào mũi tên chỉ xuống Chọn vào landscape Thì lúc này bạn quan sát này Trang đầu tiên Nó vẫn còn khổ dọc Trang thứ hai bị xoay đi. Đó do ở đây á Trang thứ hai nội dung nó dài quá Nó sẽ qua trang mới Và trang cuối cùng Nó vẫn là khổ dọc Bây giờ tôi sẽ thu nhỏ lại cho các bạn xem Để cho nó chi tiết hơn Đây Các bạn thấy không Trang đầu tiên nó vẫn là khổ dọc Trang cuối cùng vẫn là khổ dọc Chỉ có trang số 2 nó bị sai mà thôi Tuy nhiên ở đây á trang thứ hai Nội dung của nó dài quá Nên nó sẽ dồn quá trang mới Còn đây á tôi sẽ bớt nội dung đi Thì các bạn thấy trang một khổ dọc Trang 2 bị xuyên ngang và trang bá vẫn là khổ dọc đó bạn thấy không rất là đơn giản đó, nếu mà các bạn chúng ta muốn là Xoay ngang trang giấy thì chúng ta phải ngắt cái trang mà bạn muốn xoay thành một selection riêng, thì khi đó chúng ta mới xoay được nha. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là không xoay nữa, thì chúng ta sẽ chọn vào cái trang mà các bạn đã xuyên ngang này, vào layout, chọn lại khổ dọc. đó. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là xoá các selection đi á, thì chúng ta sẽ làm như sau này. ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm từ phím Control H sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào more này. Ở dòng là Subiso Các bạn chúng ta sẽ chọn vào Session Rồi ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào Replay On Ok Close Rồi bây giờ các bạn chúng ta bấm vào phần header của trang thứ hai này Thì tất cả các selection Nó đã bị xóa đi Và lúc này á Văn bản của chúng ta Nó sẽ quay về mặc định Đó như vậy là Trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn hai trường hợp để bạn có thể là xây ngang một trang giấy trong quật. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.